mít sau khi con hấp chín và cùng với đầu ngừ con cũng hấp chín. Ở bên này con chuẩn bị thêm một ít hạt điều, một ít hạt bí xanh để thêm dinh dưỡng cho người ăn chay. Ở đây thêm con nấu đường phèn màu vàng nguyên chất, một ít gừng. Để sau khi con hấp cái hạt mít và hạt đậu ngừ xong thì con sẽ lấy cái nước này tách ra để nấu với đường. Nếu nấu chung thì cái hạt đậu ngừ nó sẽ bị trả ra và không đẹp nữa. Khi nấu được đường thì mình sẽ vớt những cái bọt để sạch trong nước, nhìn đẹp an toàn hơn, sạch sẽ hơn. Dạ thưa cả nhà, việc ăn chay của con cũng đến từ rất là tự nhiên. Thì sau một thời gian ăn chay thì con có cảm giác là cơ thể nó ấm khỏe, đặc biệt là hàng ngày con thêm uống thêm sữa đậu, sữa hạt mình tự làm ở nhà. Hằng ngày con làm một bịch sữa hạt nên việc ăn chay cảm thấy rất là thoải mái, mình không sợ thiếu chất. Nó kèm theo một số vitamin C, canxi và rau củ quả. Thì nhà mình không lo sợ thiếu chất ạ. Thường thường thì ai cũng nghĩ rằng việc ăn chay nó rất là khó và chỉ thực hiện trong nay mai. Nhưng mà khi mình quyết tâm thì mình hãy nguyện với Bồ Tát, với chư Phật, với ngài mà mình có cái căn cơ ngày nào thì mình cứ nguyện ngày đó. Mình nguyện cho con được ăn chay. Thì khi mà con nguyện như vậy thì rất là nhanh, là nhanh hơn bình thường. Và trước đây khi con học cấp 3, con thấy là người ăn chay, con nghĩ là một điều không tưởng. Và con có nghĩ trong đầu là chắc con về hưu con phải ăn chay. Nhưng mà thật ra khi mà chỉ cần mình có tâm phát nguyện thì mọi thứ sẽ rất là nhanh, rất là nhanh. Và sẽ tự nhiên sẽ có người dẫn dắt cho mình, hướng dẫn cho mình cách ăn uống sao cho hợp lý, có sức khỏe. Thì từ mình từ cơ thể nó yếu ổn bệnh tật nó trở nên khi khỏe rồi thì mình cảm thấy rất là tự tin khi đi khám tổng quát hoặc là ra ngoài cùng với mọi người thì mình cảm thấy mình không bị sợ người ta phỉ báng vì việc ăn chay của mình nữa. Dạ như vậy là nồi chay của mình sau khi đường đã tan thì con cho đậu ngừ và hạt mít vào, nấu một lát với lửa nhỏ cho thấm. Nhưng chay này rất đơn giản, chay hạt thì mình có thể nấu bất cứ hạt nào. Nhưng hôm nay con có một số hạt mít, do mua mít rất là nhiều và bỏ thì rất là lãng phí. Một lúc hạt mít nó rất là tự nhiên và rất là sạch, con tận dụng để nấu để cả nhà cùng ăn và cảm giác gần gũi với thiên nhiên hơn. Sau khi nấu chín xong thì con sẽ cho hạt điều và hạt bí vào, không ít gừng, con cho một ít gừng vào. Dạ, đây là thành quả của mình sau khi nấu xong, rất nhanh gọn. Con cho một ít hạt điều, một ít hạt bí, vừa ngon vừa đẹp lại dinh dưỡng, giúp cho cả nhà mình cảm thấy yêu ăn chay và ăn cả hạt đậu thì rất là nhẹ khỏe và rất là chủ động trong vấn đề mình chuẩn bị thức ăn cho gia đình ạ. Tình chúc cả nhà có những món ăn ngon và gửi lên kênh Nhân Quả Liên Hồi để cùng học tập, cho nhau học tập những món ăn thật sự là dễ thương ạ. Con cảm ơn cả nhà, cảm ơn kênh Nhân Quả Liên Hồi. Chúc cả nhà có những món ăn thật dễ ạ. Xin cảm ơn.